Hello 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 2 giờ sáng. <laughs> rồi hello hello. Chào tất cả các bạn. Nào chào bạn Nguyễn Hữu Lãm. Ok, chào bạn Nguyễn Trần Tường Lâm. Ok, rồi. Chào bạn Tâm Băng. <laughs> Thấy ăn cơm rồi. Ok, chào Nguyễn Huy Hoàng. Chào uh, Suco Anh, Suco Anh. Ok Nào các em chia sẻ giúp thầy một tơn nào Cho lên 100 người nào Tối nay thầy sẽ chữa cái đề này thôi nhá Dương Hoàng Hảo nhá Ok chào Trần Hoàng Vũ Ok chào Nguyễn Ngọc Linh Chi Ok chào Minh Huyền Hôm nay thầy không dây thun nữa hết <laughs> Ok Em chào thầy đầu tiên em Chào lại em à Rồi nào, Ok, chào Hoàng Quân, chào Vân. Ok, chào Nguyễn Đức Huy, chào Nguyễn Công Hiếu. Sao thầy? Ơ, thầy chào Minh Huyền rồi mà. Ok, chào Trâm Pinky. Ok, nào các bạn chia sẻ cho thầy một tên nào. Ok, chào Hoàng Quân Pát 4. Ok, chào Tường Vân. Các em chia sẻ cho thầy một tên nào một tơn để lên được 100 người nào Ok chào buổi tối à bây giờ đêm rồi em nào thầy cũng đang phải chia sẻ các kiểu Các điều đây thầy nhanh lên thầy ơi <laughs> thầy hát đã à, bình tĩnh hát để cuối năm cuối năm thì sẽ hát để chưa bây giờ mới đang đầu năm hát làm gì hát game này nghẹn ngào lắm để chưa <laughs> Ok rồi Ch người chia sẻ Trần Hoàng Nam Ok chào Drake nào các em comment nhiều ấy, nó sẽ lên được fan cứng đấy, để chưa? Fan cứng đấy nhá. 2k1 học ké <laughs> Ok. Được rồi, thầy chữa luôn nhá. Chữa thì chắc nó mới đông được. Ok, 2k học ké nữa. Này toàn học ké, tim học ké. Nào. Thầy sẽ bắt đầu chữa từ câu đầu tiên. Và đây là cái đề thi online lần 1 trên um, fanpage thi online toán lý hóa sinh anh được chưa? Thì thầy đang tổ chức thi toán và lý ngày mai sẽ có tiếng anh. Ngày kia sẽ có hóa, nói chung là trong một tuần các em sẽ thi toán lý hóa sinh anh được chưa? nhá. À hiện tại thì chưa có sinh, không biết là chưa nhờ là thầy cô nào môn sinh cả nhá. Còn à, hiện tại là có toán, lý, hóa, tiếng anh rồi, toàn thầy cô vip rồi. Ok, chào Thúy Hằng, chào Toàn Lê, chào Phú Thế. Nào. Chúng ta sẽ làm ngay từ câu đầu tiên được chưa các em? Thì đề này hôm đó là có 5 hay 6 bạn là được full 2 năm trên 2 năm câu, được chưa? Thì hôm nay thầy thử chữa cho các em xem các em có hiểu được chọn viện 2 năm trên 5 câu hay không. Ok, chào Lan Hương. Nào, câu số 1. Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox, Đấy chưa? Đại lượng nào không biến thiên theo thời gian? Em biết là li độ, vận tốc, gia tốc là đại lượng biến thiên điều hòa theo thời gian dưới dạng hàm sin hoặc cosin. U bằng U0 cốt của omega t cộng với phi 0. Đây người ta gọi là một phương trình điều hòa. Trong đó U này có thể là X, có thể là V và có thể là A. Có thể là li độ, có thể là vận tốc và có thể là gia tốc. để cho các em. Đấy. Và đại lượng không biến thiên điều hòa cho thời gian là tốc độ. để cho các em. Tốc độ là biến thiên gì các em? Tuần hoàn theo thời gian. Ok. Hóa cũng có nha. Hóa có Tiếng Anh có toàn các thầy cô ở trung tâm của thầy thôi Ok chào Lê Anh Hào Thi em thi cả tuần luôn mà Một tuần có 7 ngày đúng không Bây giờ thi bốn môn Xong rồi các thầy còn live stream chữa nữa Đúng không Full một tuần cái mọc trên fanpage luôn Nha. Câu số 2 Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình X bằng 6 cốt omega T quỹ đạo dao động của chất điểm có độ dài là bao nhiêu cm được không ạ? Thế nhìn này, ta có được ở đây 6 chính là cái gì các em? Là biên độ a bằng 6 cm và quỹ đạo dao động có độ dài là l gấp đôi biên độ l bằng 2a và bằng bao nhiêu các em? 12 cm, 62 12 cm. Em nhớ này, x bằng 6 cos omega t, hàm cos nó biến thiên từ trừ -1 tới 1, tức là x của chúng ta chạy từ bao nhiêu các em? Chạy từ trừ -6 tới 6, đúng không ạ? Bởi vì cos là chạy từ trừ -1 tới 1. Vậy thì x là chạy từ trừ -6 tới 6. Mà khi chạy từ trừ -6 tới 6 thì độ dài là bao nhiêu các em? 12 cm. Xong. Câu số 3, ok, Hùng Phan 10 mới... câu uh, ba là bán D à? Hùng Phan con D, luôn à? Ok rồi. Câu 3 nào? Gia tốc cực tiểu của chất điểm em biết rồi, phương trình x bằng a cos omega t. Đúng không nhỉ? Đấy, thì ta có được gia tốc min đúng không nhỉ? Gia tốc cực tiểu là âm omega bình nhân với a, đúng không em? Đáp án D chính xác. Em nhìn này, ở đây người ta cho là gia tốc tức là giá trị của gia tốc đúng không ạ? Các em nhớ này, hàm cốt của chúng ta vẫn là chạy từ trừ một tới một nên thằng gia tốc này này mình nhìn này, nó chạy trong khoảng từ âm omega bình đúng không ạ? tới gì các em? dương omega bình. đây là giá trị của gia tốc. nhưng nếu xét về mặt độ lớn thì em biết rồi, độ lớn là giá trị tuyệt đối đúng không ạ? thì giá trị tuyệt đối là luôn lớn hơn hoặc bằng không. vậy thì Độ lớn min nó phải là không Vâng, độ lớn mắc là omega bình nhân a và em nhớ này nếu đầu bài mà nó cho cái chữ độ lớn ở đây thôi đúng không ạ nếu đầu bài cho chữ độ lớn ở đây thì kem phải khoanh đáp án b bởi vì độ lớn là giá trị tuyệt đối của a thì giá trị tuyệt đối là luôn lớn hơn hoặc bằng không thì đúng nếu mà độ lớn thì khoanh câu b còn đây người ta ghi là gia tốc cực tiểu tức là giá trị khoanh câu d được chưa đấy thầy phân tích kỹ nhá câu số 4 một phương trình chỉ... ủi dồi ôi câu này thì làm là cái gì đấy đừng nhầm đơn vị là được chu kỳ đơn vị là cái gì các em dây chứ không phải là hét đúng không ạ vậy đây ta có được là omega chính bằng bao nhiêu kem? em hai pi đúng không thì chu kỳ là ở p hai pi chia cho omega hai pi chia pi là một và đơn vị của chu kỳ là gì các em dây ok chúc mừng lê anh hào đúng chúc mừng huy phan đúng được chưa các em comment như đúng rồi ok rồi Câu số 5 những câu này gọi là khởi động các ông ạ, được chưa? Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ là 10 cm, tần số góc là 2 radian trên giây. Tốc độ cực đại cái này dễ đúng không các em? Tốc độ cực đại là trị tuyệt đối của V max đúng không? Bằng cái gì các em? Omega nhân với gì các em? Nhân với a đúng không? Omega là mấy? 2, a là mấy? 10 đúng không ạ? Rồi, đậu xanh 20. Được chưa các em? Ok, chào Minh Phương. Ok. Hữu Lãm A, Vân Bảo A. Ok rồi, Mạc Giang Như đã 6B được cả. Nào. Câu này dễ này. Trong dao động điều hòa gia tốc biến đổi lệch một góc pi so với li độ. Được chưa? Đấy. Chuẩn đấy em. Gia tốc ngược pha so với li độ 9E thì đã dẫn đến 9A bình tĩnh, được chưa? Học trò 2K1 đang đợi thầy ở Việt làm, Ok 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 ok. Rồi. Nào, gia tốc ngược pha so với li độ chưa? Lệch một góc pi so với li độ. Nào, câu số 7 là một câu về lý thuyết này. Một vật nhỏ dao động điều hòa, pha dao động của vật dùng để xác định cái gì các em? Trạng thái dao động, đúng không em? Pha dao động dùng để xác định trạng thái dao động. Trạng thái là gì? Trạng thái bao gồm vị trí và cái gì các em? chiều chuyển động, được chưa các em? Nào, xong. Câu số 8 lại một câu về pha nữa, được chưa? Một chất điểm dao động điều hòa phương trình x bằng cốt nào? Ở đây người ta không ghi gì, nếu người ta hỏi kem biên độ thì phải biết được a là mấy kem Bằng 1, đúng không em? Bởi vì 1 nhân cốt thì là cốt thôi, đúng không em? Nhưng người ta không hỏi cốt, người ta hỏi cái gì kem Pha dao động của vật tại thời điểm 1,5 giây. Pha dao động là tất cả những cái gì mà có ở trong hàm gì kem Cốt, đúng không các em? Vậy ở đây ta có được pha dao động chính là PT Đúng không? Cộng với pi chia cho 2 và thay cái thời điểm 1,5 giây vào mà đậu xanh thằng nào cho này bấm máy thì vụt cho nát đít nào. Nhớ 1,5 nhân với pi cộng với 0,5 pi Là bằng cái gì các em? 2 pi, đúng không? Không bấm máy nhá. Được chưa? Bấm nó còn ra lẻ ấy, được chưa nhờ? Nhá. Ok, 1,5 cộng 0,5 là 2, 2 pi. Và đơn vị của pha nó là radian. Được chưa các em? Ok, Hoàng Nguyễn 2K1 à. Nào. Câu 9 hai vật A và B bắt đầu dao động điều hòa chu kỳ A của vật là TA chu kỳ của vật B là TB biết TA bằng hai lần TB vật A thực hiện được hai dao động thì vật B thực hiện được mấy dao động đúng không các em đây đầu bài cho các em TA bằng hai lần TB xong chưa nếu vật A thực hiện được hai dao động tức là hai lần TA thì đậu xanh cho mấy các em 2 x 2 bảng cửu trương quất 4TB được chưa các em 2TA bằng 4TB Tức là thằng A thực hiện được hai dao động Thì thằng B thực hiện được mấy dao động các em 4 dao động, được chưa Rồi, <laughs> chưa đến lúc nó lẻ cho B Xong uhm. Tiếp tục Câu số 10 một vật dao động điều hòa với phương trình x bằng 20 cos 20 pt trừ pi trên 2 cm. Li độ của vật tại thời điểm 1 phần 12 giây Cái này khi mà các em làm đơn giản Các em thay cái T bằng 1 phần 12 giây Vào trong biểu thức của hàm cốt này Bấm tạch, tạch 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 ra luôn Đúng không các em? Nhưng tầm như thầy rồi Câu này bấm máy học sinh nó cười và mũi thầy mất Để cho các em Câu này thầy không cần bấm thầy biết Ra bao nhiêu các em? 10cm Được chưa? Không cần bấm cũng biết là ra, ra 10cm với những những tuần sau ấy thế dạy các bạn ở trong nhóm kín được chưa cái phương pháp giản đồ được chưa à vòng tròn lượng giác thì câu này chỉ 0,5 giây thôi không tới một giây là các em có đáp án luôn được chưa còn nếu như các em bấm máy tính này nó sẽ không được nhanh lắm đúng không các em 20 cốt 20 à, 2 pi nhớ là máy bấm pi thì để là radian để cho các em nhân với 1 phần 12 để cho các em cộng à, trừ cho pi trên 2 câu này chỉ không tới một giây bấm cho các em 10 cm đúng chưa đấy cách làm cơ bản khi mà các em chưa học về vòng tròn lượng giác thì các em sẽ đẩy cái t này vào trong phương trình bấm máy thôi thay cái t là 1 phần mười nhưng khi học vòng tròn lượng giác rồi thì cái này chỉ là 10 cm để cho các em đấy trong nhóm kín thể dạy các em kỹ thuật vòng tròn lượng giác câu này chỉ không phải năm giây thôi để cho các em tất cả là tưởng tượng không cần nháp không cần viết không cần bấm được chưa có kết quả luôn nhá sau này học sẽ biết ok tuần sau học sẽ biết nào câu số 11 một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x bằng 5 cốt pt cm khi x bằng 5 cm thì vận tốc của vật là bao nhiêu? Nào, các ông nhìn luôn, vận tốc của vật là mấy các em? Nào, x nó chỉ chạy từ trừ -5 tới 5 bởi vì hàm cốt của chúng ta là chạy từ mấy tới mấy các em? Trừ -1 tới 1, đúng không các em? x bằng 5 cm tức là x đang mắc và cụ thể x mắc bằng 5 tức là vật ở biên, đúng không các em? Mà vật ở biên thì vận tốc nó phải là không đúng không em? đã nhắc tới biên rồi biên thì vận tốc phải là không bởi vì nếu mà ở biên mà còn vận tốc thì vật phải đi tiếp đúng không mà vật đi tiếp thì làm sao mà gọi là biên được đúng không em biên là phải dừng lại rồi còn nếu không các bạn chưa hiểu chỗ này thì sẽ em sẽ áp dụng công thức gì các em vuông pha giữa x và v x bình trên a bình cộng cái gì các em v bình trên gì các em Omega bình, A bình bằng mấy các em? Bằng một công thức vuông pha thầy đã dạy rồi. Được chưa các em? Nha. Đấy, thì em thay được x bằng 5 đúng không? x bằng 5, A cũng bằng mấy các em? A cũng bằng 5. x bằng 5 A bằng 5 5 chia 5 là 1 1 bình vẫn là 1 1 trừ 1 là 0 Vậy thằng cu này phải bằng 0 Đúng không em Thằng cu này bằng 0 1 phân số bằng 0 Khi tử phải bằng 0 Vậy thì vận tốc bằng 0 Đó là cách giải theo công thức Mà các em sẽ nhìn thấy được luôn Đúng không Còn nhớ thầy Cứ ở biên mặc định vận tốc bằng 0 Ở biên thì sao các em Thì vật phải dừng lại rồi Đúng không ạ Thì đó mới gọi là biên Đấy chưa Tiếp Tạo dành câu này dễ nhá Nào Câu số 12 nào Câu 12 comment thầy nào Nào câu này xem đứa nào nhầm nào Câu này xem bạn nào nhầm Bạn nào nhầm câu này Câu 12 là thầy đã cải tiến lên từ câu số 11 Nào ok chào Nuno Được chưa 2k1 chào thầy <laughs> Đi cả marketing này. Ok rồi Nào câu 12 nào 140 em đang có xem nào Comment thầy cái đáp án câu 12 nào Xem em biết đáp án này là cái gì Xem có bị thầy bẫy hay không Ở đây có mấy cái bẫy Nào Ok Nguyễn Trần Tường Lâm Gọi tên em trong đêm Rồi <laughs> ok C Toàn Lê C Trần Tuấn Thành Ok Ờ uh, Đa, Đa, Đa Kê, C Ok Trần Ngọc Hà C Rồi Thế tóm lại là không thằng nào bị thầy lừa đúng không Ok Sa Anh C Không ai bị thầy lừa Thứ nhất rất đơn giản em nhìn này Thầy cho một vài cái bẫy Quỹ đạo dài 10 cm đồng ý đúng không các em l bằng 10 mà quỹ đạo có độ dài bằng gì các em 2a đúng không các em gấp đôi biên độ thì độ xanh cái này 10 chia 2 bằng mấy các em bằng 5 cm được chưa omega bằng 5 pi thì cứ viết cho thầy v max là bằng mấy pi các em bằng 5 pi đúng không nhưng chúng ta sẽ không dùng tới v max đúng không các em ừ bởi vì v nó có max đâu nhìn thế này khi vật cách xa biên âm nhất đúng không các em vật là dao động từ biên âm tới biên dương từ năm tới không rồi tới gì các em dương năm quỹ đạo của một vật dao động điều hòa là một đoạn thẳng đúng chưa vật cách xa biên âm nhất thầy hỏi các em nào comment nào vật cách xa biên âm nhất tức là vật đang ở đâu nào cho thầy câu trả lời nào vật cách xa biên âm nhất là vật đang ở đâu nào đọc nào ok các okay, em comment comment cả cái câu đáp án ví dụ như là Lan Anh Tùng C C là câu nào? Thế không biết C là cái gì? Bùi Lệ Duyên A A là câu nào? Được chưa? Nào, cho thầy câu trả lời. Vật cách xa biên âm nhất là vật đang ở đâu? Ừ, ok, Toàn Lê, Biên Dương, ok, Minh Nguyệt, Biên Dương. Ôi, ok, rồi rồi rồi. Chuẩn. Đấy các em. Âm 5 đây là biên âm. Đúng chưa em? Âm 5 thì đây là biên âm mà vật cách xa biên âm nhất trên cái quỹ đạo đoạn thẳng này đúng không em trên cái quỹ đạo đoạn thẳng này cách xa âm năm nhất chính là vị trí dương năm đúng không em mà ở biên thầy vừa dạy rồi ở biên thì vận tốc phải bằng mấy cái em ở biên thì vận tốc bằng không đậu xanh khoanh câu c luôn đấy chứ các em nó bẫy ở đây thôi nha đừng nhầm lẫn câu này hôm đấy thầy xem cái tỷ lệ sai câu này là cũng cao đây này cũng có nhiều bạn khoanh đáp án a đây này để cho các em nhá vật cách xa biên âm nhất là ở biên dương mà ở biên thì vận tốc bằng không vừa dạy xong để cho các em rồi ngon tiếp câu số 13 trong dao động điều hòa li độ vận tốc gia tốc là ba đại lượng biến đổi điều hòa theo thời gian có cùng cái gì đây đậu xanh rất nhiều thằng nhầm câu này nào thì cùng biên độ nào thì cùng pha nhưng nhớ thầy nó cùng cái gì kem em cùng tần số góc tức là cùng omega đấy chưa ly độ vận tốc gia tốc là những đại lượng biến thiên điều hòa cùng tần số góc cùng tần số cùng cái gì kem em chu kỳ nó không thể cùng biên độ được bởi vì chúng khác đơn vị thì làm sao cùng biên độ được tiếp theo không cùng pha được ví dụ như đơn giản là ly độ và gia tốc là ngược pha sao cùng pha được đúng không em cùng dấu thì càng không thể biến thiên liên tục thì không cùng dấu được để chưa các em trừ khi là chúng phải cùng pha cơ thì mới cùng dấu để chưa ngược pha thì trái dấu vuông pha thì đan dấu để chưa các em rồi tiếp câu số 14 bốn để chưa một vật dao động điều hòa phương trình x bằng a cos omega t cộng với phi. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của vận tốc vào ly độ có dạng hình gì? Nào. Bây giờ bây giờ rất nhiều bạn đây 133 bạn đang xem là các em đều học toán đúng không? Các em đều là những người học toán thì hỏi một câu đơn giản như này. Để có được đồ thị thì cần phải có cái gì? Có cái gì thì mới có được đồ thị là các ông? Các ông comment tôi xem nào. Có cái gì thì mới có được đồ thị nào? Đậu nào, đậu đỏ có cái gì thì mới có được đồ thị các em Nào, có cái gì thì mới có được đồ thị Ok, Lan Anh Tùng 13C Ok, Thanh Hằng 14C Toàn Hán 14C Lan Anh Tùng 14C Trần Tuấn Thành C Nào Ok, rồi Có cái gì Ok, Air <laughs> Slip à rồi, Không phải có cái thước Cái thằng vô vọng này, vọng vô này để có được đồ thị ok chính xác nguyễn trần tường lâm để có được đồ thị cần có cái gì kem phương trình đúng không em để có được đồ thị thì phải cần có phương trình vậy đồ thị của x và v nó có dạng như nào thì sẽ phải phụ thuộc vào phương trình hay hàm số đúng không các em đấy của x theo v và cái biết rồi phương trình của x theo v nó có một dạng là vuông pha thì dạy rồi đúng không các em x bình trên a bình cộng với V bình chia omega bình A bình bằng số 1 đúng không các em? Vậy đây nó giống cái phương trình gì không nào? X bình trên C cộng với Y bình trên D bằng số 1. Nó giống dạng cái gì các em? Elip để cho các em e slip đáp án C. Elip có phải là một trong ba đường cô lít không các em nhỉ? Để cho các em. Đấy, đây là phương trình elip đấy. Để có được đồ thị các em cần phải có phương trình. đúng không ạ? xong. C nhá. Yeah. Ok ngon lành nhá Cần có giấy và bút à Ok rồi Câu số 15 hai chất điểm dao động điều hòa cùng biên độ đây Chỗ này mà các em quên là các em hẹo đây này các em này A1 bằng A2 bằng A hai chất điểm dao động điều hòa cùng biên độ Tần số lần lượt là F bằng 3 Hz Đúng không? Cái này là một câu phân loại này F bằng 3 Hz, F2 bằng 6 Hz. Câu này thầy thầy cũng mới dạy trong nhóm kín xong Câu này một nốt nhạc bạn nào làm khôn câu này hình như là C hay là A luôn đấy nhỉ Hình như câu này là một nốt nhạc ra C luôn Câu này hai giây thôi trong nhóm ký được dạy rồi đúng không hai giây đúng không các em một nốt nhạc Nào khi chúng có tốc độ là V2 gấp 2 lần V1 Thì tỷ lệ A1 trên A2 bằng mấy Đấy cho các em Thầy không nhớ là 1 phần 4 hay là 4 như 1 phần 4 luôn Đúng không các em 2 giây Đấy cho các em nhỉ Nào để làm được câu này em nhìn làm cái hướng làm của chúng ta là gì cái hướng làm rất đơn giản ok thanh hằng chính xác trần tường lâm chính xác nào thứ nhất em nhìn này người ta cho đồ thị của cái gì à người ta cho cái gì các em người ta cho vận tốc đấy mối quan hệ giữa vận tốc và người ta hỏi mối quan hệ của cái gì cơ? đấy hỏi mối quan hệ của uh, gia tốc vậy các em phải biết được một công thức liên hệ giữa gia tốc và vận tốc là công thức gì đúng không em công thức liên hệ giữa gia tốc và vận tốc nó chỉ có một công thức thôi là công thức gì các ông các em vuông pha đúng các em nào công thức vuông pha giữa gia tốc và vận tốc là cái gì nào v bình thì ghi là v một bình trên omega một bình a bình được chưa vì sao thầy không ghi cái chữ a một lý do hai thằng cu này bằng nhau rồi a một bằng a hai bằng a đúng không cộng với a một bình trên omega 1 mũ 4 A bình Công thức này trong nhóm kín đã dạy rồi nhá Công thức vuông pha giữa A và V Đấy chưa Nào một nhát Đây là một thôi Đến thằng số 2 tương tự thôi V2 chia cho omega 2 bình A bình Cộng với A2 bình Omega 2 mũ 4 Đúng không các em A bình Bằng số mấy các em Bằng số 1 Bây giờ công nhìn nè Bây giờ các ông cho hai cái vế này bằng nhau. Và khi các ông cho hai vế này bằng nhau cũng phải đồng thời nhìn luôn để coi mắt toán học đúng không em? Tất cả đều chung a bình, vứt hết a bình dưới mẫu nào. Cho hai thằng cu này bằng nhau nào. Cho nó bằng nhau nào các em. V1 bình chia omega1 bình đúng không? Không ghi a bình nữa bởi vì hai phân hai đẳng thức này bằng nhau thì ở mẫu sẽ triệt tiêu hết a bình. Đúng rồi các em? Cộng với a1 bình chia cho omega1 mũ 4 đúng không? Bằng V2 bình chia cho Omega 2 bình Đúng không các em? Cộng với gì các em? A2 bình chia cho Omega 2 mũ 4 Đấy chưa? Mặt khác các em nhìn này V2 thì bằng 2 lần V1 F2 bằng 2 lần F1 Thì em có luôn là cái gì các em? Omega 2 cũng bằng 2 lần Omega 1 Tỷ lệ của F là tỷ lệ của Omega V2 gấp đôi V1 thì omega 2 cũng gấp đôi omega 1 đúng chưa? Tóm lại 2 thì gấp đôi 1 nào. Các em thay số vào nào? V2 thì gấp đôi V1 đúng không? Thì V2 bằng 2V1 bình phương là 4V1 bình phương. Được chưa các em? Omega 2 cũng bằng 2 lần omega 1. Vậy vứt vào đây nó cũng là 4 lần omega 1 bình phương. Em bớt số 4, bớt số 4 đúng chưa các em? Cộng với ở đây là A2 bình chia omega 2 mũ 4. Được chưa? Đây vẫn viết tiếp này V1 bình, omega 1 bình Cộng với A1 bình Chia cho omega 1 mũ 4 Được chưa? Nào, từ đây nhìn luôn này V1 bình trên omega 1 bình V1 bình trên omega 1 bình Vứt, vứt Được chưa? Vậy kem còn là A1 bình trên omega 1 bình Bằng A2 bình trên omega 2 bình Chuyển vế thôi, em có được luôn là A1 bình chia A2 bình Đúng không? Omega 1 bình, A mũ 4 trên omega 2 mũ 4 đúng không các em là 1 phần 2 mũ 4 xong chưa Vậy thì A1 chia A2 trị tuyệt đối vào khai căn phải lấy dấu 1 phần 4 xong chưa các em Vậy kết quả là cái gì các em 1 phần 4 đúng không các em nhỉ A1 chia A2 là 1 phần 4 nhá xong Thực ra khi thầy làm thì thầy nhìn được luôn thầy nhìn được luôn này do V1 bằng một nửa V2 F1 cũng là một nửa F2 Thì A1 trên A2 là 1 phần 2 bình phương luôn Nó có công thức tính nhanh luôn Đây sẽ các em Đấy Cứ V1 bằng một nửa V2 F1 bằng một nửa F2 Thì A1 thì bằng 1 phần 4 lần của A2 Xong Đây các em Đấy Một câu phân loại câu số 15 Nào Tiếp tục sang câu số 16 Một vật dao động điều hòa Tốc độ cực đại của vật là 10 pi cm trên giây để cho các em Tốc độ trung bình của vật trong một chu kỳ là bao nhiêu Nào sao họ lại cho tần số à Thực ra cái tần số 3Hz và 6Hz chúng ta không dùng đến Mà chúng ta dùng đến là cái F2 Nó gấp đôi F1 Được chưa Đấy Thực ra người ta không cho cụ thể là 3 và 6 cũng được Mà người ta cho là F2 gấp đôi F1 Thì các em cũng phải linh hoạt Đấy vận dụng nha Chứ không nhất thiết là phải có cụ thể F1, F2 là mấy Nào Tiếp tục ừ. Câu này yêu cầu tính tốc độ trung bình trong một chu kỳ Nào có nhìn đây Tốc độ trung bình Nào tốc độ trung bình bằng quãng đường đi được Chia cho thời gian đi được Và thời gian ở đây là cái gì các em Chính là một chu kỳ Đúng không, em Tốc độ trung bình bằng quãng đường đi được Chia cho thời gian đi được nhá Đấy quãng đường đi được chia thời gian đi được và thời gian là một chu kỳ và cái biết rồi nào trong một chu kỳ vật đi được mấy a nào trong một chu kỳ vật đi được mấy a trong một chu kỳ nào ok trần hoàng vũ v hai v trên pi nào trong một chu kỳ vật đi được quãng đường là 4 a đúng chưa các em đấy một chu kỳ được 4 a và ở đây chu kỳ chính là hai pi chia cho gì các em omega đúng chưa t bằng 2 pi chia omega vậy ta vứt ngược lên bớt số 2 đi là hai lần omega a chia cho gì các em hai lần omega a chia cho pi đúng không và em biết rồi omega a chính là v mắc omega a là v mắc chia pi đúng không hai lần v mắc chia pi nào V mắc lại là 10 pi, 10p chia pi là còn 10 Đây là 20cm trên giây Đúng không em 20cm trên giây Đáp án gì các em Đáp án B chính xác Để cho các em nhỉ. Đấy Câu này nhẹ nhàng không các em Rất nhẹ nhàng mà lại gì các em Tình cảm Đúng không em Rất nhẹ nhàng tình cảm Nhiều bạn hẹo câu này Ok Ở một chu kỳ đi được 4A oh, Rồi ok rồi 4A Một chu kỳ vật đi được 4A nào Câu 17 là một câu hay và khó Nào, các em comment thầy cách làm câu 17 Nhiều bạn gặp câu 17 sẽ thấy lạ và không dám làm Để cho các em Đấy, sẽ lạ và không dám làm Nào, ok rồi, 4A thì biết rồi Ok, tiếp Tiếp, 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 câu 17 Nào, nó cho đồ thị của gia tốc theo ly độ Như hình vẽ, như bạn nhìn biểu thức này, bỏ luôn Đúng không? Đấy, nhiều bạn nhìn biểu thức này bỏ ngay và luôn Đúng chưa? Nhìn nó lạ quá Nhưng các em biết một công thức là gì các em? Một công thức liên hệ giữa A và X Là A bằng trừ omega bình nhân X Đúng chưa các em? A chính bằng trừ omega bình nhân X Vậy ở đây là bài cho là A bằng cái gì các em? Trừ 400 pi bình nhân với x đúng không em Vậy ở đây các em đồng nhất hai phương trình cho nhau đúng không? Công thức là A bằng trừ omega bình nhân x. Vậy có được omega bằng cái gì các em? Bằng 20 p luôn. Omega bằng 20 p thì chu kỳ là mấy giây các không? 2 chia 20 là 0,1 giây. Nào, vậy thì ở F là mấy các em? F là bằng 10. À, dạ, thầy xin lỗi thầy tính F nó nhanh hơn đúng không? F là bằng 10 hz. Đấy cho các em. Vậy nó bảo là số dao động toàn phần vật thực hiện được trong một giây. Nào, định nghĩa của số dao động vật số dao động mà vật thực hiện trong một giây chính là cái gì các em? Tần số. Tần số là gì? Tần số là số dao động toàn phần vật thực hiện được trong một giây. Đúng không các em nhỉ? Nha, lưu ý, tần số chính là số dao động toàn phần vật thực hiện trong một giây. Mà tần số là 10 thì trong một giây thực hiện được cái gì kém 10 dao động toàn phần hết đúng không em Ok sang câu số 18 nào câu số 18 sau này các em sẽ biết một giây là xong được chưa nhưng để làm được một giây các em cần biết kỹ thuật vòng tròn lượng giác được chưa nha hiện tại thì trong nhóm kín thầy chưa dạy tới kỹ thuật vòng tròn lượng giác thầy để cái món ngon đấy vào tuần sau để cho các em vào tuần sau nha cái kỹ thuật vòng tròn lượng giác là thầy dạy kem vào tuần sau nha cái món ngon này phải dạy tuần sau tuần này dạy thì hẹo mất được chưa tuần này thì chỉ dạy là mối quan hệ giữa xva và các loại đồ thị đặc biệt thầy chưa dạy sang vòng tròn lượng giác như chưa nếu câu này mà học vòng tròn lượng giác làm một giây thầy xin phép luôn nha không quá một giây nha bộp luôn 3, 4, 5 đáp án A luôn Được chưa Không tới 1 giây Anh nào Anh chị nào 2K1 Ở đây xem sẽ hiểu Được chưa Bởi vì 1 phần 10 giây Là 1 phần 4 chu kỳ Là 90 độ Góc vuông 3, 4, 5 Được chưa Thì nó chỉ 1 giây thôi Nhưng đó là kỹ thuật vòng tròn lượng giác Được chưa Mà hiện tại thầy chưa dạy các em Nhá Nên hôm nay thầy sẽ dạy theo một kiểu khác Đúng rồi Nguyễn Hữu Lam Đúng rồi Món ngon thì phải để tuần sau Được chưa nha thầy chưa dạy vòng tròn lượng giác nên hôm nay thầy dạy các em một cách làm khác được chưa thầy dạy các em một cách làm khác đó là làm theo phương trình nha bạn nào học vòng tròn lượng giác rồi thì nó làm được câu này chuyện bình thường được chưa nhưng bây giờ các em thử là không dùng vòng tròn lượng giác mà vẫn làm câu này đi nó mới chất chơi đúng không nào nhìn đây quất tại thời điểm t vật có li độ x bằng ba thay thời gian vào ba này đầu bài cho x bằng năm cốt được chưa các em? 5PT. Vì đây là thời điểm T vẫn giống như là T cộng với pi trên 3. Được chưa các em? Các em có một phương trình đây, đây 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 đây. 3 bằng 5 cos 5PT cộng với pi trên 3. Được chưa? Tiếp, sau đó là T cộng với 1/10 giây, đúng không em? Thời điểm là T cộng 1/10 giây thì x bằng bao nhiêu đang cần tìm thay t vào đúng không em không sợ nếu vòng tròn lượng giác chỉ một giây nhưng nếu mình chưa học vòng tròn lượng giác mình vẫn quẹt bình thường nào bây giờ t không phải là t nữa mà t là gì các em t cộng một phần mười để cho các em t cộng một phần mười nào thầy sẽ làm cách nhần nha cho những bạn mà chưa học vòng tròn lượng giác vẫn có thể làm được không có gì phải sợ các em ạ được chưa x bằng năm cốt này đấy 5PT cộng để nguyên cho tôi được chưa Cộng Pi trên 3 Cộng để nguyên cho tôi Đây là cộng gì kìa em 5P nhân đến 1 phần 10 là cộng với gì kìa em Cộng với Pi trên 2 được chưa Xong bây giờ nhìn này Trong hàm cốt có chứa Pi trên 2 Kìa em chuyển về hàm sin Vậy đây x bằng cái gì kìa em Trừ 5 sin Đấy 5PT cộng với Pi trên 3 Có đúng không ạ Xong chưa Đấy, từ cốt chuyển về xin Cái này lượng giác các em quen thuộc quá rồi Phải không nhìn nào Ở đây đều có 5PT cộng P trên 3 Đặt nó là alpha Đây là 5PT cộng P trên 3 Đặt nó là alpha Được chưa Vậy từ đây các em nhìn ra công thức gì không các ông nhỉ? Nào, học lượng giác có nhìn ra cái gì không các em? Đây là cốt alpha, đây là sin alpha. Vậy công thức nào liên hệ giữa cốt alpha với sin alpha các em? Được rồi. Học lượng giác cái này không biết là hẹo ấy này, được chưa? Học lượng giác cái này biết là hẹo ấy này. Nào, công thức gì các em nhỉ? Sin bình alpha cộng cốt bình alpha bằng mấy bằng một nên khi bình phương rồi cái dấu trừ đây nó không quan trọng không nha để chờ cốt bình alpha cộng với sin bình alpha bằng số mấy cơ? Bằng số 1 nào. Cốt bình alpha đây, đây là cốt alpha chưa? Cốt bình alpha là 3 trên 5 tất cả bình phương, đúng không các em? Sin bình alpha là x chia 5 tất cả bình phương. Đúng không các em? Bằng số mấy các em? Bằng số 1. X chia 5 tất cả bình phương bằng số 1, chuẩn chưa? Dấu trừ bỏ qua cái bình phương rồi, đúng không? Nào, 3 chia 5, 3 chia 5 là 0,6 Thằng nào bấm máy có thể thầy vụt cho què tay nhá được chưa 3 chia 5 là 0,6 0,6 bình là 0,36 1 trừ 0,36 là 0,64 Căn của 0,64 là 0,8 X nhân x bằng 5 nhân 0, 8 X bằng cộng trừ 4 Đó là kiểu nhầm cũng được Nhưng nếu nào nhầm nhanh Có thể biết là đây là 3 bình Cộng x bình bằng 5 bình Để cho nó nhanh Đối phải nhầm như thầy mất công Đúng không em Đây Vậy thì em biết Pitago rồi 3, 4 và cái gì kém? em? 5 Nhưng nhớ là khi khai căn chúng ta phải làm sao các em? Phải lấy dấu đúng các em nhỉ? Vậy ở đây x bằng cái gì các em? Cộng trừ 4 Đấy đây là thầy giảng cho những bạn là chưa học về vòng tròn lượng giác Các em buộc phải giải theo phương trình viết nhẩn nha nó ra, được chưa? Tốt một chút lượng giác là được nha Còn khi học vòng tròn lượng giác câu này cái gì? Một giây Đấy chưa các em? Có hiểu không ạ? À? Có hiểu cái chỗ nào? 123 bạn đang xem có hiểu cái chỗ thầy biến đổi ở đây không? Chỉ đơn giản là việc thay thời gian vào thôi. Nào. Ok, Đinh Ngọc Ánh. Chào buổi tối mọi người ngủ ngon. Còn sớm lắm em ơi. Nào rồi, cái thanh niên có muốn nào? Có làm được không? Có hiểu không? Nó hơi nó hơi mới đúng không? Nó hơi mới. Nó hơi lạ đúng là bài này là chính là dùng vòng tròn lượng giác đấy nhưng mà đây là thầy chưa dạy về vòng tròn lượng giác nhưng kem vẫn quệt bình thường nha quệt bình thường kể cả là không có kỹ thuật vòng tròn lượng giác trong tay mà thầy tin là nhiều bạn biết vòng tròn lượng giác nhưng mà chưa chắc câu này đã làm được đâu nha chưa chắc đã làm được đâu bởi vì nó chính là là sau này học nó chính là vuông pha đấy sẽ biết lâu lâu sau này mới biết được nha Thì bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh cách vòng tròn lượng giác thì uh, để tuần sau được chưa cách vòng tròn lượng giác để lần sau nha <laughs> ok không hiểu gì luôn <laughs> ok rồi rồi bình tĩnh sau này học vòng tròn lượng giác sẽ biết là vuông pha vì đây là 1 phần mười là t trên bốn là 90 độ được chưa 90 độ các em quẹt vuông pha vào luôn được chưa đây là sẽ biết này t trên bốn là 90 độ 90 độ là góc vuông có công thức luôn được chưa các em 3 bình trên A bình cộng với x bình trên A bình bằng 1. Đây là công thức vuông pha. Được chưa? Nha. Công thức vuông pha. sau 1 phần 10 giây lại là T trên 4 à? Ui. Đây là T bao nhiêu kém? 0, mấy giây đấy? 0,4 giây đấy. Đúng không? Thì 1 phần 10 giây chính là T trên 4. Được chưa? Rồi. Bấm máy tính... Thì em không thể nhanh hơn thầy được vì ở đây sau này sẽ biết nó là vuông pha thì nó là ba bốn năm luôn được chưa thầy còn không bấm máy tính cơ con này thầy nói rồi mà một giây em bấm máy tính nó phải là tầm hai ba giây rồi được chưa rồi sau này sẽ biết sau này giới thiệu sau sau này sẽ biết được chưa sau này sẽ biết nha cứ bình tĩnh còn mới đầu thầy chưa dạy về vòng tròn là thầy phải giải như vậy vừa nãy được chưa nha có thầy đã dạy vòng tròn lượng giác ở trong nhóm kín được chưa nào Uh, hình như là ngay tuần sau chúng ta sẽ có test về vòng tròn lượng giác để chưa tuần sau thì sẽ chỉ livestream về vòng tròn lượng giác thôi ở trong nhóm ký nhá nào câu này một vật dao động điều hòa với phương trình v bình chia 640 cộng x bình chia 16 bằng 1 ok lâu lắm không nghe thầy giảng như thầy <laughs> ok nào nào là thằng an yên nói tục bài lúc nhá bài lốc, an yên nhá nào Đồ à, người ta cho một công thức liên hệ giữa x và v, được chưa? Người ta cho các em một công thức liên hệ giữa x và v. Nào, bây giờ đồng nhất phương trình thôi. Nào, liên hệ x và v là gì các em? x bình trên a bình cộng với v bình trên omega bình a bình bằng số 1, đúng em. Đây, công thức tổng quát đây. Sau đó ta đồng nhất hai phương trình, đây là x bình chia 16 đây là x bình trên a bình Tức là các em quẹt luôn được a bình là bao nhiêu các em 16 đúng không em Tiếp đây là v bình chia 640 Đây là v bình chia omega bình a bình Đây omega bình a bình là 640 đúng không Người ta yêu cầu tìm gia tốc mắc Nào đọc xanh gia tốc mắc là cái gì các em Ờ omega bình nhân với a Đúng không em Gia tốc mắc là omega bình nhân với a Omega bình nhân A là bao nhiêu các em? Đây em lấy omega bình A bình chia cho A thôi là 640 chia cho 4. Đậu xanh thằng nào bấm máy thì vụt quẻ tay được chưa? Nào, 160. 640 mà chia 4 và cầm máy ra bấm thì có lỗi với bố mẹ các em ạ, được chưa? Nào Câu này thầy bảo chị Trang, trợ lý của thầy là chỉnh đáp án đi, thấy chị chỉnh nhầm đến câu 16, được chưa? Ok. Rồi. Lý 12 An Yên nào. Câu số 20 Đồ thị liên hệ giữa ly độ, vận tốc, gia tốc với thời gian là hình gì các em? Hình sin ngay định nghĩa rồi Đúng không? Ôi mặc Mạc Giang Như để khoanh cái đường thẳng thế nào em? Đường hình sin <laughs> Em xin lỗi bố mẹ à, ok Ly độ, vận tốc, gia tốc là biến thiên điều hòa theo thời gian dưới dạng hàm sin hoặc cosin Được chưa? Thì đồ thị của nó phải là một hình sin, đúng không? đấy em? Tiếp câu số 21. Một vật dao động điều hòa với phương trình x bằng a cos Omega t cộng với phi. Đấy chưa các em? Pha dao động của vật tại thời điểm t. Nào, nhắc lại pha dao động chính là tất cả những cái gì mà có trong hàm cốt quẹt luôn omega t cộng với phi. Được chưa các em? Nha. Pha dao động là tất cả những cái gì mà có ở trong hàm cốt. Đấy, omega t cộng với phi. Ok, 19D thì biết rồi. Nào, câu 22. Được rồi, 23, 24, 25. Xa, chỉ có câu 24, 25 là phân loại thôi, được chưa? Câu 22, một vật dao động điều hòa có vận tốc cực đại là 6 cm trên dây gia tốc cực đại là 18 cm trên dây bình. Tần số dao động Ôi, câu này câu này trẻ con đúng không các em? Vmax là bằng cái gì các em? Omega nhân với A bằng 6. Amax là bằng cái gì các em? Omega bình nhân với A bằng 18. Được chưa? Nào. Ở đây em có được là gì các em? Lấy dưới chia trên, em suy được là omega đúng không? Ở mẫu này là có omega bình, đây chỉ có omega thôi, lấy dưới chia trên ra được omega bằng 3 và ra tần số là mấy các em? F F chính bằng omega chia cho 2 pi đúng không? Câu này mà các em bấm là các em có lỗi bố mẹ này, không bấm câu này được chưa các em? Omega bằng 3 rồi, 3 chia cho 2 pi, được chưa? thầy không quan tâm nó là bao nhiêu được chưa các em thầy không quan tâm nó cụ thể bao nhiêu nhưng chắc chắn là d lý do vì sao thì biết d bạn nào bấm máy con này là có lỗi bố mẹ nha nào có lỗi với cross này nhìn vì sao các em bởi vì pi này chính là 3,14 phẩy mười bốn được chưa các em nó lớn hơn 3 một tí và các em coi như nó là ba đi đúng không các em các em coi như là ba đi vậy thì 3 chia ba là một mà chia cho hai thì nó ra sẽ khoảng 0,5 nhưng nó chia một số lớn hơn 3 nên sẽ phải nhỏ hơn 0,5 là 0,48 hết d luôn được chưa thằng nào bấm câu này đậu xanh có lỗi bố mẹ nhá đây thì bấm cho em nào đây bấm nào 3 chia 2 pi đây test lại là câu này nhìn chưa 0,477 đúng không các em sắp xỉ 0,48 nhá đấy bấm làm cái gì để cho các em nha trong khi chúng ta có thể tư duy được có thể suy luận được nó là cái gì được chưa bấm là cái gì đúng không bấm câu này là nhỏ nhá Học sinh Ngọc Anh của thầy VNA là không được bấm câu này Đấy chưa Nha. Học sinh của thầy là phải nhầm được Nha. <laughs> Đi bài test 10 cộng 5 có để bấm à 10 cộng 5 mà bấm <laughs> Ok bấm, bấm cho chắc à Ok rồi 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 Các em phải tự tin lên Phải phán đoán phải quyết liệt vào Được chưa Mình phải phán đoán được Nó đoán gì Phải quyết liệt vào Thầy bấm cho các em nhìn thôi Thầy thầy Xanh thẳng tiến trung <laughs> Ok rồi Nào Câu này vừa học rồi Đồ thị của ly độ và vận tốc hình elip C à, đúng Rồi ôi câu 24 này Câu 24 này hình nó bị mất rồi Nào Thầy sẽ bật lại cái hình câu 24 cho các em xem nào Hình câu 24 này hẹo rồi Hình câu 24 này bị hẹo rồi Hình nó bị thiếu nét rồi Còn hai câu cuối được em ơi còn hai câu cuối là hai câu phân loại được chưa hình nó bị nó bị ấy rồi hình nó bị mờ rồi nào lại thấy tí nào nó bị bất hình rồi đây thấy thì lôi con ipad của thầy ra cho các em xem nào đây 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 con ipad nè à, à, à. nhìn nét hơn không đây 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 hình như, đây như này này cái này hình như này nó rõ này cơ mà đây chưa đây nhìn hình này đi được chưa vứt luôn ngay cho nhanh nào nhìn đây thầy in nó bị lỗi mất rồi nào hai câu cuối nhá câu 24 và câu 25 Được để cho các em nào câu 24 và câu 25 Các công làm nào đây dễ thôi để cho các em hẹo hai câu cuối ok 23 c rồi 24 hai câu cuối cùng được chưa và xong hai câu này chúng ta sẽ chia tay nhau đúng không Đấy, hẹn gặp lại các em vào chủ nhật tuần này thầy sẽ test tiếp, tiếp đề số 2 được chưa? Nào, câu này nó cho nhìn này, hai chất điểm dao động điều hòa có đồ thị của gia tốc ờ cái gì đây? Ờ cái này trời ơi, cái này đầu bài nhầm rồi. Đồ thị của gia tốc theo vận tốc như hình vẽ chứ không phải thời gian đâu các em nha Đây này, A theo V thầy ghi nhầm này Gia tốc theo vận tốc như hình vẽ Yêu cầu tìm tỷ lệ của omega 1 chia omega 2 Các em biết rồi Đồ thị của gia tốc và vận tốc Nó là một hình elip Rất đơn giản là gia tốc và vận tốc là vuông pha Và công thức vuông pha là công thức của elip để cho các em Đây là hình elip Nha Vẽ như luôn này Cái elip dọc này Nó là cái thằng gì các em A của nó tận 6 đơn vị Đúng không em nhỉ? Ellip ngang này là của thằng số 1. À ellip dọc là thằng số 1. Ellip ngang của thằng số 2. Vậy nhìn này, ellip ngang thì cái a của nó chỉ có 2 đơn vị thôi, đúng không em? Vậy trong cùng một trục tọa độ các em quất được tỷ lệ luôn. A1 mắc đấy, chia cho A2 mắc quất tỷ lệ luôn. Được chưa các em? Bằng cái gì các em? Bằng 6 chia cho 2, đúng không các em? Oli ly đếm này, 6 o ly chưa? 2 o ly chưa? 6 chia 2 phẹt ra là bao nhiêu các em? bằng 3 đúng không các em? Mà A1 max chia A2 max chính là gì các em? Omega 1 bình nhân với A1 chia cho omega 2 bình nhân với A2. Các em có một phương trình như này, đúng không các em? Omega 1 bình nhân A1 chia cho omega bình A2 là bằng 3. Tiếp nhìn tỷ lệ của V nào? Em nhìn đây, V là trục nằm ngang, thằng V1 max chỉ có một oli thôi, thằng V2 max là tận 3 oli nhìn thấy không các em? Đây nào đây là V1 Max và đây là V2 Max nó là một ô ly này và 3 ô ly này vậy kem quẹt luôn V1 Max đúng không ạ chia cho V2 Max chuẩn chưa là bằng một chia cho mấy kem một chia cho 3 một chia cho 3 đúng không ạ một chia cho ba đây một ô một ô này đúng không 3 ô này Mày biết rồi V Mach thì bằng cái gì kem Omega nhân với A, đây là Omega 1 nhân A1 Chia cho Omega 2 nhân với A2 đúng không? V max là bằng omega nhân với a. Bây giờ em lại có tiếp tục một phương trình nữa, chuẩn chưa? Em từ phương trình này em thế lên phương trình này, đúng không các em? Người ta tách được cái này, Ta đang có được omega 1 nhân a1, đây lại có omega 1 bình nhân a1. Ta tách ra được một omega chưa? Ta có được omega 1 trên omega 2. Tách ra nhá. để thì làm rất chậm này, siêu chậm này. Đúng không em? A2 A2 bằng số 3. Đúng không em? Tách từ đây tách xuống chuẩn chưa? Mặt khác cái thằng cu này lại bằng bao nhiêu các em? Thằng cu này lại bằng 1/3. Vậy em vứt 3 sang, em có được là omega1 trên omega2 bằng số mấy các em? 9, được không em? Xong. Đúng chưa? Vậy câu 24 đáp án gì các em? Đáp án A chính xác. Đấy, đây là một câu hay và cũng gọi là khó. Được chưa các em? Một câu hay và cũng gọi là khó nha Ok. Tiếp, có hiểu không ạ? khó đấy các em nhá, được chưa phân loại đấy nha chưa gặp câu này lần nào thì các em có thể là hơi hơi thấy luống cuống được chưa luống cuống những câu này là các em đếm ô ly được các em luống cuống đếm ô ly thôi nha đầu bài cho các em nhiều ô ly ngồi đếm thôi đúng không ạ ngồi đếm thôi được chưa nào hai năm câu cuối cùng câu khó nhất câu phân loại đây thấy chưa câu hai năm nha một điểm sáng dao động điều hòa trên một đoạn thẳng có độ dài là 10 cm. Nào, các em viết phương trình luôn. x bằng cái gì các em? Quy đạo có độ dài là 10 thì biên độ chỉ là mấy các em? Là 5. x bằng 5 cốt. omega t cộng với gì các em? Cộng với phi 0. Đây là phương trình tường minh đúng không các em của thằng ly độ nhá. Nào, pha dao động là phi phụ thuộc thời gian như hình bên. Đây là đồ thị của pha dao động theo T được chưa? Yêu cầu tìm vận tốc tại thời điểm 0,65 giây. Nào, em nhìn nè, pha dao động là cái gì? Thầy đã dạy mấy câu liền ở đây rồi. Pha dao động là tất cả những cái gì có được ở trong hàm cốt, đúng không? Vậy đây chúng ta pha dao động là phi bằng omega t cộng với phi không đúng không các em và biết rồi đây là giống cái phương trình gì các em y bằng kx cộng m nó là một đoạn thẳng à một đường thẳng đúng chưa nào nhìn luôn được đây là đồ thị của pha dao động em thay vào luôn này nếu ở đây là t bằng 0 thì pha của chúng ta là 2 pi trên 3 đúng không em đây tại điểm anh xét này tại điểm này là t bằng 0 đúng không em thì phi là bằng 2 pi trên 3 t bằng 0 thì phi này chính bằng phi không tức là các em quẹt được luôn cái pha ban đầu phi không bằng cái gì các em 2 pi trên 3 tức là điểm bắt đầu của đồ thị đúng không em điểm bắt đầu của đồ thị là 2 pi trên 3 Tiếp theo nhìn nào Từ 2pi trên 3 là một Oli, Đến trên đây là mấy ô em Là một Oli nữa Đây là một Oli là 2pi trên 3 một Oli nữa là 4pi trên 3 Tức là nó quét được Là từ nhiều các em Từ 2pi trên 3 đến 4pi trên 3 Thì góc quét của nó được Bằng bao nhiêu các em Bằng 2pi trên 3 Đúng không các em Quét từ 2pi trên 3 này Đến đây là 4 pi trên 3 thì lấy 4 phần 3 trừ 2 phần 3 là còn 2 phần 3 chưa Góc quét là 2 pi trên 3 Góc quay bằng cái gì các em Góc quay là bằng tốc độ quay omega t Nhân với thời gian quay Ở đây quay mấy giây nào các em Đến đây là mất 3 ô ly nhìn chưa Nào 0,3, 0,6 và bao nhiêu các em 0,9 đúng không em Đấy Góc quay bằng tốc độ quay nhân với thời gian quay các em có thể giải câu này như toán luôn cũng được Để cho các em như toán luôn nha Từ 2Pi trên 3 đến 4Pi trên 3 Quét được 2Pi trên 3 Góc quay bằng tốc độ quay là Omega Nhân với thời gian quay Đây nhìn này Từ 0 đến đây là 3Oli là 0.9 giây Các em phẹt được luôn Omega là gì các em 2 phần 3 mà chia cho 0.9 Thôi thì bấm máy đi nha 2 phần 3 Mà chia cho 0.9 Để cho các em Nó ra khoảng... Um thì nhầm nhá không nhầm đâu có số 10 10 17 cái gì à, 27 đúng rồi 20 phần 27 20 pi phần 27 để cho các em xong bây giờ các em viết được phương trình ly độ chưa x này bằng 5 đúng không bị độ 5 rồi Omega là 20 pi phần 27 nhân với t pha ban đầu là phi không của chúng ta bằng 2 pi trên 3 người ta không yêu cầu tìm ly độ mà người ta yêu cầu tìm cái gì các em vận tốc tại thời điểm t bằng 0,65 giây để có được vận tốc em phải viết được cái phương trình vận tốc cho thầy nào từ phương trình li độ chuẩn hóa về phương trình vận tốc nào nào vứt một cái omega ra ngoài đây là 5 x 20 là 100 pi đấy đấy thế dạy cái này nhóm kín này đúng không nhà từ phương trình li độ viết sang phương trình vận tốc vứt một omega ra ngoài cốt của 20 pi phần 27 t đúng không các em cộng với 2 pi trên 3 hết chưa hết chưa chưa hết đúng không? Bởi vì làm sao các em? Vận tốc là sớm pha pi trên 2 so với li độ Cộng tiếp với pi trên 2 nữa Nhớ chưa? Bấm vào thôi Nhớ nha Vận tốc sớm pha pi trên 2 so với li độ Bấm máy nào 100 pi phần 27 Được chưa ạ? Nhân với cốt của 20 phần 27 Pi pt Nhưng mà nhìn này Pi rồi Đúng không? Bấm pi rồi T là mấy? Đầu bài cho T chính là 0,65 giây. Đầu bài đang cần hỏi mà. 0,65 giây cộng với 2 pi trên 3 cộng với pi trên 2 bấm vào thôi bằng để cho các em 5,222. Vậy đáp án của ta là gì các em? Vậy thì vận tốc sắp xỉ là 5,22 giây. Nào. Thanh Hằng à? thầy ơi 4 pi trên 3 chứ sai em nhá. Em nhìn này, nó quét từ bao nhiêu? Nó quét từ 2 pi trên 3 đến 4 pi trên 3 nhìn chưa? Từ 1 ô lên 2 oli Tức là chỉ quét được có 1 oli thôi Được chưa Nó quét từ 2 pi trên 3 đến 4 pi trên 3 Thì chỉ quét được bao nhiêu các em 2 pi trên 3 thôi Được chưa Góc quét được Nghe chưa Chứ không phải pha lúc sau Pha lúc đầu là 2 pi trên 3 Pha lúc sau là 4 pi trên 3 Nhưng cái góc nó quét được Nó là hiệu của hai cái đấy Chỉ là 2 pi trên 3 thôi Nào Hết Được chưa Đấy Thì uh, Đây này thì cái đầu sách này thì sắp cho ra, đây là đầu sách dành cho các bạn ở nhóm kín được chưa? Nhóm livestream, sách này thì sắp ra rồi. Đấy, sách nội bộ dành cho nhóm livestream thì thầy sẽ cố gắng là viết trong tháng này là ra Đấy, là xong, được chưa? Nha, là xong. Đấy, để các bạn có thể có được quyển sách này để học tập cho nó sớm, được chưa? Ok. Ừ Thành Hằng vẫn chưa, thầy danh thằng đã hiểu thầy giải thích chưa mà cứ comment là 4 pi trên 3 vậy. Nào các em còn thắc mắc gì không? Đấy, thì livestream đúng tròn một tiếng. Được chưa? <laughs> Hai câu cuối hôm trước khoanh bừa đúng câu 24 à? Rồi, số hên thôi, được chưa? Nhá. Tóm lại là những cái thằng nào mà bây giờ khoanh mà đỏ ấy, được chưa? Sau này đi thi đại học thật là đen đấy, được chưa? <laughs> là đen đấy nhá. Bây giờ khoanh cứ đúng đi, đúng nhiều đi xong đi thi thật là đen đấy nhá. <laughs> Được rồi có tặng kèm huy hiệu đẹp trai nhé tiến trung nhá có có tặng kèm huy hiệu đẹp trai nhá ok được rồi để vào nhóm ký là trần tuấn thành em inbox nha inbox các anh chị uh, cộng tác viên được chưa inbox các anh chị cộng tác viên có thắc mắc thầy ơi nào chờ ký thắc mắc đi uh, <laughs> thầy phải tăng với mình cộng tác viên tác viên tác vùng nào Được giờ thắc mắc gì không thầy còn đi họp cái nào rồi. Rồi, mà fanpage chúng ta mới lập được có một ngày, à mua nhầm, được 3 ngày mà đã được 2000 like rồi. Ok. Ok Trần Thanh Hằng. <laughs> Xong chưa đâu rồi? Thôi, thế nhá không thắc mắc gì thầy uh, xin phép được chưa thầy sẽ chào các em chúc các em ngủ ngon nha một tuần thầy sẽ gặp các em một lần nhá huy hiệu uh, tất cả huy hiệu đều là uh, <laughs> học sinh thầy ngọc anh đẹp trai được chưa thầy thích cái từ đẹp trai được không được chưa thầy thích cái từ đẹp trai được không nha Ok, rồi, chào tất cả các em, chúc các em ngủ ngon à, Sách và huy hiệu sẽ về sớm nhất có thể cho các em để chưa, thầy cũng đang gấp rút hoàn thành đây Nha, Đấy rồi, bye bye Rồi, chào Trần Bị Khiếp đọc, em đọc đọc tên em, thầy méo hết ca mồm Nào, ok, rồi, chào tất cả các bạn nhá Rồi, chúc các em ngủ ngon Cảm ơn các em đã xem live stream của thầy Cảm ơn các em đã chia sẻ giúp thầy Cảm ơn các em đã ủng hộ thầy Rồi, ok, chào Bùi Việt An, bye bye em Ok, chào Giang Nguyễn, bye bye em. Ok, chào Nguyễn Vũ Thùy Linh, bye bye em. Ok, chúc hữu bằng ngủ ngon. Ok, thế nhá. Hết chưa? Hết rồi gì? Thế nhà tắt nhá. Rồi, xong.